Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam chín và 7146577866 Happy jewelry chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 880 8345. HQ Sing cùng với Bose JBL tự hào mang đến giải pháp karaoke hoàn hảo cho bạn. Hỗ trợ kỹ thuật 24 trên 7 miễn phí trọn đời sản phẩm. Thảo Yên. Hoàng Trọng Thùy trở lại với quý vị từ cà phê sáng sang thời sự thế giới. Tiếp tục các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Đầu tiên là thời tiết với Thảo Yên có mưa chắc chắn thứ bảy này không? À... Uh... <laughs> thì chắc là như vậy thưa quý vị và thưa anh họ nói là một cái đợt bão từ alaska kéo về cho nên là hôm nay thôi là quý vị thấy bắt đầu trời cũng uh, âm u dữ lắm rồi à, hôm nay thì họ cũng nói là cái phần trăm mà mưa ở quận cam cũng lên đến gần 25 phần trăm đó nhưng mà mở phone ra coi thì lại không thấy ghi là có mưa cái giờ nào hết thì chắc nhiều khi là mưa ở những cái đồi núi được xa xa được từ từ thôi nhưng mà chắc chắn là mưa sẽ kéo về từ ngày thứ bảy thưa quý vị thứ ừ. bảy sẽ là mưa nhiều nhất và hôm đó gió cũng lớn nữa cho nên là chắc thấy hơi lạnh lạnh và từ đây đến cuối tuần và tình hình tài chính ngày hôm nay một lần nữa thưa quý vị quỹ dự trữ liên bang sẽ tiếp tục theo dõi à, liên quan tới số liệu lạm phát và họ tiên đoán là có thể lạm phát xuống khoảng, khoảng 2,7% chứ không phải như 3 hoặc là 3, mấy phần trăm như trước nữa. À, giới đầu tư vẫn đang à, chờ đợi các con số chính xác. À, Dow Jones thì xuống 26, 24 điểm lúc này 38.924 à, Nasdaq thì lên được gần 60 điểm vẫn vượt qua được à, con số kỷ lục 16.006 điểm S&P 500 lên được 9 điểm công trái phiếu 10 năm là 4,236 giảm chút đỉnh à, giá dầu hôm nay không đổi ở mức 78 đồng 54 sen ngay trong lúc này là không đổi nhưng mà bây giờ vừa nói xong là nó nhảy lên một chút xíu có thể lên xuống Và giá xăng ở quận Cam à, um, Los Angeles đã tăng trong đêm một lần nữa, thưa quý vị. Vàng lên được 14 đồng. Hôm nay là 2056 đồng 70 sen. Không biết vàng có thả, khả năng lên được 3.000 đô la hay không. Bởi vì à, các nhà phân tích ra của Citi, Citi Group, nhóm đầu tư đó, thưa quý vị, à, không có loại bỏ trường hợp vàng có thể lên tới à, 3.000. Dầu là 100 đồng từ bây giờ đến năm 2025, họ nói khuyên hướng này đó vàng vẫn tiếp tục tăng lên như thường. Và thưa quý vị, theo như cơ quan FAA cho biết vào tối ngày hôm qua, một chuyến bay của American Airlines bay từ New York đến Spain nhưng mà mới bay được có khoảng vài tiếng đồng hồ bắt buộc phải quay đầu và đáp khẩn cấp xuống phi trường Logan ở tại Boston vì một cái cửa sổ bị uh, nứt thưa quý vị chúng tôi không có cái hình thì bây giờ uh, sau khi mà tin tức bị đưa ra đó thì uh, báo chí họ đã uh, hỏi và FAA thật sự đã confirm là có cái chuyện này uh, chuyến bay này đó cất cánh từ uh, phi trường ở New York cái giờ bay là 4 giờ thì sau khi mà bay được đến khoảng 7 giờ 30 thì bây giờ report này của uh, FAA cho biết là phi công trên chuyến bay đó À, bắt đầu nói là phát hiện có à, vấn đề họ họ ghi cái chữ là issue ở trên chuyến bay nhưng mà họ chưa nói gì cả và đến chín giờ bốn thì à, người phi công chính thức à, hỏi xin à, giống như là tổng đài đã cho phép họ có thể à, đáp xuống cái phi trường nào gần nhất hay không thì lúc đó à, fly control tower họ đã direct đến cái phi trường ở tại boston thì à, chúng ta cũng biết là American Airlines với lại United Airlines là hai à, hãng hàng không tất cả các máy bay của họ đều sử dụng Boeing nhưng mà bây giờ đó khi mà báo chí hỏi thì American Airlines họ vẫn không nói đây là chiếc Boeing mà cái dòng nào họ chỉ đưa ra ngắn gọn là họ phát hiện cái kính bị nứt à, là vấn đề của maintenance issue và họ sẽ đưa về cho Boeing để mà inspect lại thì họ chỉ nói đến đó thôi quý vị. Thì bây giờ không biết là cái vấn đề lại tiếp tục là cái vụ khoa đi control ở Boeing hay là vì làm sao mà một cái kính cửa sổ là bị nứt. Phiền ghê ha. Chỉ thấy nghe thấy Boeing, không nghe thấy Airbus. Yeah. Trong khi đó thì uh, chiều tối ngày hôm qua bên phía Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã đồng ý một phần tiếp tục gia hạn ngân sách cho nước mỹ không bị đóng cửa và vấn đề này hiện nay tiếp tục cản trở để có thể có được ngân sách như chúng tôi đã thảo luận trong phần tin tức nổi bật đó thưa quý vị vấn đề chính hiện nay đó ở hạ viện vẫn còn do đảng cộng hòa kiểm soát mà trong số này có những vị dân biểu đó là ủng hộ ông trump và họ cũng đó cũng ta hiểu một phần đó, là vì vấn đề tiềm năng tương lai chính trị của họ nếu họ không ủng hộ ông Trump, cử tri sẽ không bỏ phiếu cho họ trong cuộc bầu cử sắp tới tháng 11 này. Cho nên họ ủng hộ ông Trump và họ ủng hộ. Họ nói rằng nhờ ông Trump mà họ vào được cái ghế này bởi vì phần lớn chúng ta thấy trong các cuộc bầu cử 2 năm, 4 năm trước đó, họ nói tôi ủng hộ ông Trump, ủng hộ các nỗ lực để chống lại ông Biden hoặc đảng Dân Chủ thì họ được cử tri ủng hộ và vì thế cái quan điểm ủng hộ ông Trump vẫn tiếp tục theo đuổi họ cho đến giờ phút này và vì thế họ áp lực cho dù ông Mike Johnson chủ tịch hạ viện của Đảng Cộng hòa đã lên thay thế ông Kevin McCarthy rồi nhưng mà cá nhân ông Mike Johnson cũng đã từng tuyên bố ủng hộ ông Trump và vì thế mới được hạ viện bỏ phiếu đưa lên làm ghế chủ tịch giờ đây thì ông lại tiếp tục gặp áp lực ông vẫn muốn có một cái sự đàm phán gì đó với đảng Dân Chủ. Nhưng mà ông Trump đã từng tuyên bố là không đàm phán gì hết, không thông qua bất cứ một dự luật nào cả. Và đó là chúng ta thấy là cho dù bên phía Thượng viện đã cung cấp đầy đủ cái số tiền hỗ trợ cho đường biên giới ở Texas. Thế nhưng đến giờ phút này thì bên phía Hạ viện không hề nao núng và không đồng ý với ngân sách của Thượng viện. Tuy nhiên, họ không muốn bởi vì bây giờ đó là hầu hết các cặp mắt, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào các thành viên của Đảng Cộng hòa ở Hạ viện. Thượng viện thì đã thông qua rồi và kể cả có ngân sách mới cho 2024, 2025. Mà bây giờ chờ đợi Hạ viện bình thường thì Hạ viện cũng thông qua để có ngân sách mới. Nhưng mà trong trường hợp này bởi vì rõ ràng là áp lực từ phía Trump không cung cấp ngân sách cho Ukraine, không cung cấp ngân sách luôn cho do Thái nữa, và dù có ngân sách cho biên giới. À, thế nhưng vào ngày hôm qua thì hạ viện đã họp lại và họ nói rằng không thể để cho đóng cửa chính phủ được bởi vì đóng cửa chính phủ sẽ đang gây tác động mạnh đến đảng Cộng hòa các ghế của đảng Cộng hòa của năm nay và tháng 11 này. Và vì thế ông Mike Johnson hình ảnh ở trên quý vị thấy đã đồng ý à, gia hạn ngân sách của chính phủ cho tới ngày 22 tháng 3. Ba tuần thôi. Tức là đến ngày thứ bảy này, nếu mà không có ngân sách là chính phủ đóng cửa. Thì bây giờ tạm thời trong vòng ba tuần lễ tới. Thế nhưng không biết được ba tuần lễ tới Hạ viện có đạt được những gì hay không. Bởi vì ngân sách Thượng viện đã có rồi. Bây giờ chỉ cần Hạ viện thông qua đưa lên bàn của ông Biden ký. Còn nếu họ không muốn đó, thì họ sẽ thảo luận như thế nào? nhưng mà khó khăn ở đây đó cho dù họ không đồng ý thì cái ngân sách mới cũng lại chuyển lên thượng viện để mà bỏ phiếu thông qua một lần nữa rồi lúc đó mới tới bàn của ông biden Bà thưa quý vị, sau đây là một loạt những cái bản tin liên quan đến những cái công ty lớn đầu tiên là Apple với cái công nghệ mà muốn sản xuất ra một cái chiếc xe tự lái để mà cạnh tranh với Tesla tin không tốt rồi sau đó là đến những cái công ty uh, Space Company hàng không vũ trụ hơn. Vân cũng họ cũng sa thải cả ngàn người cho thấy là có thể nền kinh tế đang không có tốt đẹp như là báo chí đang ca tụng. Thì đầu tiên đó là Apple thôi. Quý vị vào ngày hôm qua đó một số những cái tin tức từ ở bên trong công ty này đã tuồn ra cho tờ Bloomberg và họ report là Apple đã chính thức ừ. gửi thư thông báo sẽ sa thải 2.000 nhân viên yeah. của cái department mà sản xuất xe tự lái chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục xe điện, điện nhà vâng. ừ. phân kính mời quý vị tiếp tục theo dõi